Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Và Duy Khải chúc anh em buổi xem video vui vẻ em ơi. Video này thì Evan Khải sẽ nghe Evan Giáng sinh anh em. Evan Giáng sinh, ông già Noel này. Hiện tại server được mới ra ngày hôm qua. Nay Khải bắt đầu Khải ăn. Để Khải mở nguyên liệu ra rồi Khải sẽ ép cho anh em xem. Và hôm nay thì vẫn có một phần quà mini game tương đương 500k Việt Nam đồng cho anh, bên 50k Việt Nam đồng cho anh em mỗi cạc Viettel hay gì đó, 50k Việt Nam đồng anh em. Còn ví dụ anh em trong bang mà giờ đoán đúng á thì Khải sẽ tặng một kim nha. À, nói lại luôn, anh em trong bang mà giờ đoán đúng á tặng một kim nha anh em, đúng một kim nha. Còn ngồi thành 50k rồi là Khải nước anh em ơi. Khải đổi cái nguyên liệu đó. Anh em bấm dân 127 đi cho kịp á. 50k 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 đó. À, anh em là Khải này nuốt Evan anh em ơi. Khải mở nguyên liệu anh em. Cần cái nón Giáng sinh là 1k này. Hoa tiết 1k, cành thân 1k và cà rốt 1k nha mọi người. Đó. Trong thời gian chờ đợi anh em cho một like và chia sẻ đi anh em. Một like và chia sẻ đi rồi tí nữa ép xong bánh thì Khải sẽ đâu ăn cho anh em xem. Đây anh em, đó. Nói chung cái dự đoán này đơn giản thôi. Hiện tại Khải đang có 9 tỷ 7 này. Anh Evan này là 30 tỷ. Rồi sau khi bắt đầu, sau cái câu bắt đầu của Khải dự đoán thì anh em sẽ bắt đầu dự đoán lên thôi. Mọi người lưu ý là dự đoán một lần một duy nhất nha. Ai dự đoán lần 2, lần 3 thì Khải chỉ tính cái lần đầu tiên thôi nha anh em. Lần 2, lần 3 coi không tính nè. Mà anh em nào mà dự đoán nhiều lần mà đi hủy comment này nọ thì comment đầu tiên hoặc là hủy comment thứ 2, thứ 3 này nọ thì nhiều khi không tính đâu nha. Anh em phải công bằng nha anh em. Tại vì trên cái like của Khải thì Khải đều kiểm tra được hết. Ai mà hủy comment là Khải biết hết nha mọi người. Nên là comment đầu tiên mới được tính nha. Comment thứ 2, thứ 3 không tính nha anh em. Một người chỉ comment một lần thôi. Đó, được Khải mời xong Khải ép à, Khải ăn cho anh em xem. Đó ok anh em này, vừa đủ một thứ 1.000 nha anh em. Còn dư thì Khải sẽ vứt vào bên trong cho nó chống cái rương. Cái này vứt đi, tí nữa mai tính xong. Ăn thêm một thứ 1.000 nữa mà nó chặt rương nè, từ từ. Rồi, vứt mấy cái tiền thổ lộ không có cần thiết. Đó, rương thì đang chống để chuẩn bị ăn như mình lụm thôi anh em. Đây, Khải đã chuẩn bị đầy đủ một thứ 1k, đúng chưa? Giờ Khải cần 10 kim nữa anh em. Cái này thì Khải cũng ép cho anh em xem, anh em nào không biết cách ép thì cứ xem video ép theo thôi. 10 kim. Rồi, cọc 3 kia đi, khỏi chặt rương. Cọc 3 kim lẻ ngon nè, đó. Ê bên này tốn 10 kim nha anh em. 10 kim với lại 50k điểm tốn kim và nguyên liệu thôi, nguyên liệu thì hôm qua Khải mua sẵn rồi. Rồi bây giờ ép thôi. Ép đã anh em, ép xong rồi mới ăn nha anh em. Khi nào anh em lưu ý nha, khi nào Khải bảo bắt đầu thì lúc đó mới bắt đầu nha. Đây, mua khăn tròn đỏ nè anh em. Ui cái gì vậy? Gì vậy? Mua thành phẩm. À đây đây ép đây. Gì đây? Ủa nhớ thiếu một cái thật. Xanh trồng đỏ nữa. À đâu. À đây đây đây. Khải lát cái này Khải mua xô này. Ồ cái này lần mua một lần luôn 1.000 cái luôn nha nè. Đó ok. Hôm trước mua cái 50-50 đủ mất thời gian vài đấy. Rồi tiếp tục. Ghép người tiếc khăn tròn đỏ. Ok. Ôi ghép phân 1-1.000 luôn. Trời ơi hợp lý quá hợp lý. Mấy hôm trước cứ ghép 50-50 đồ đau đầu luôn anh em. Rồi trước khi mà anh Evan thì Khải sẽ công bố cho anh em xem thì cái Evan này nó gồm những vật phẩm gì cho anh em xem sơ qua rồi chúng ta cùng ăn nha anh em. Rồi tại bây giờ thì Khải sẽ cho anh em xem trên cái thông tin Evan Đại Phật Sơn. Evan mới nhất. Evan mới nhất rồi. Đây Giáng sinh ăn lành Đại Gia Sơn. Giáng sinh may mắn. Ok. Đâu rồi Giáng sinh ăn lành Đại Gia Sơn anh em đây. Rồi anh em cùng xem trên này rồi anh em. Đây. Hiện tại như anh em vừa thấy chưa? Đó. Mấy nguyên liệu vừa rồi Khải cũng đã làm cho anh em thấy rồi. Cái hộp này đánh chành quái ra. Còn sau khi mở thì được ba cái này. Và mình sẽ mua thêm 50k điện tống kim mua cái nón. Rồi sau khi anh Evan thì nó sẽ có một cái số gì đó. Đó là khăn trồng đỏ nó Khải vừa mua 1.000 cái này. 10k xu này. Đó. Rồi cái này là anh Evan thường nha. Cái này thì Khải chưa ăn nên Khải bỏ qua một bên đi. Đây. Mình đang nói đến cái người tiết khăn tròn đỏ này nè. Nguyên liệu ép lúc nãy anh em Khải thấy Khải ép rồi. 1.000 cái thì 30 tỷ đúng chưa. Rồi đầu tiên đó là Bảo Rương Sơn Hà nè. Mật tịch bí tịch nè. Noel lệnh bài bó đặc biệt. Hồng Minh Thật. Hộp quà tiềm năng. Hộp quà kỹ năng. Bao mặt nạ càng khôn. Lệnh bài phong vân chiến cổ. Cái này để tống kim. Anh ra nha anh em. Thị tinh nè. Tinh hồng này là bao bí kiếp. Phục duyên thiết là hán. Bao nhiêu tông kinh. Sơ đờ. Thiên thống lộ. Thiên lộ đặc biệt. Hiền thiên trì. Quá tửu. Thiên sơn sát thủ là hợp số lượng nói chung là kèm theo số lượng nó sẽ hướng theo mấy cái này thôi và khi đạt 1.000 cái thì sẽ có vòng sáng như nào đó vòng sáng mà kèm theo kinh nghiệm như này những kinh nghiệm đạt mốc thì nó tự động lên mốc luôn nha. Rồi
chung là cũng không khác gì anh em, cũng tương đối như mấy server Ever trước thôi. Cũng tiếp bình tinh 20 ngày hoặc là tiếp hỏa tinh. Rồi bảo rừng bí kíp này. Đó, đang cần cái này anh em, bảo rừng bí kíp này. Tỷ lệ ra có hay không. Rồi đá sơn hà, hộp tối phiến, mấy cái này quá quen thuộc anh em ở những event trước này. Rồi ngựa. Rồi ok. Chung là nó cũng tương đối thôi. Và sau khi ăn hộp quà giáng sinh thì nó cũng ra được một ít đồ như vậy. Rồi. Chung là cũng nhìn vào thì được nhất á là Khải vẫn đang thích nhất đó là cái bảo rương sơn hà mà bảo rương bí kíp sơn hà 1 anh em. Đây này, như cái này này, cái này gọi là giá trị anh em. Đây. Đây, cái này là giá trị nhất này nha anh em. Nếu mà ăn ra thì bán chứ ít nhất phải 5 đến 10 kim. Mà nếu mà mình mở ra tùy theo môn phái nữa thì giá nó sẽ tùy theo môn phái nha. Rồi ok, bây giờ Khải sẽ uống may mắn và lên hoa sơn anh em xem. Đây, cứ tự anh em. Đó, giới thiệu anh em xem sơ qua xíu vậy thôi. Đây, Khải cho anh em xem nha. Đâu, lại ít may mắn ngay. May mắn đầu tiên mình thiên sơn. Đây, quá tửu. Nó cũng kiếm bình quá tửu hơn anh em. Cánh may mắn này. Rồi, cánh này. Rồi, đi lên hoa sơn thôi. Có tiền bớt cái độ thằng nào nó hiếp mình chết anh em. Rồi, đây. Rồi, ok này. Bắt đầu dự đoán cấp cộng phần trăm. Phần 10% nhất. Nhận 50k cạc. Rồi, từ cái câu comment này anh em hãy bắt đầu đi anh em ơi. Bắt đầu dự đoán nha mọi người. Bắt đầu dự đoán nha anh em. Alo. Anh em trong bang đâu rồi? Chuẩn bị bắt đầu dự đoán này anh em ơi. Chuẩn bị bắt đầu dự đoán này. Bây giờ mới được dự đoán này, em bắt đầu nhá. Chưa, lên comment lên YouTube thì thấy kìa em. Lên YouTube đi. Lên YouTube comment nhá. Đúng rồi, lên YouTube comment này một lần một thôi nha. Rồi ok. Đúng rồi, anh em lưu ý một lần duy nhất thôi nha anh em. Vui vẻ là chính nha anh em ơi. Nói chung thì trong bang thì Khải sẽ tặng anh em một kim nếu anh em dự đoán đúng cấp và phần trăm. Tầm 10% quay đầu. Ai mà dự đoán đúng và chính xác nhất thì sẽ nhận ngay 50k. Là từ ca cạc anh em thích cạc nào nhận cạc đó. Đó. Còn anh em trong ba thì Khải sẽ tặng anh em ngay một kim. Thì một kim ở server này là 70k nha anh em. Rồi. Rất nhiều anh em trong bang Khải dự đoán luôn nha. Rồi Khải mở anh em xem. Nói chung là hôm nay là ngày là anh em vinh anh em ơi. Cũng không có gì lạ. Một cuốn sách như đây. Một kỹ năng 8. Được đấy. Hiện tại Khải đã chuẩn bị đầy cái rương rồi anh em ơi. Nếu như ngon thì cũng nhận được ít phần quà này nọ thì cũng ok anh em. Khải ra cánh đó ok. Rồi tiếp tục. Rồi vô tiếp tục. Một hộp vô đây. Sát thủ dạng. Hiện tại giờ anh em có thể comment rồi anh em ơi. Anh em lưu ý nè. Hãy comment một lần một thôi nha anh em. Anh em đừng comment nhiều lần nha. Tại vì anh em comment nhiều lần thì Khải chỉ tính một lần một thôi. Anh em nào mà có hủy comment này nọ thì Khải không biết à. Hiện tại bây giờ thì theo Khải nghĩ chắc chắn là 127 rồi. Còn phần trăm thì không biết bao nhiêu thôi. Đó. Chắc chắn là lên 127 rồi. Còn phần trăm không biết. Một cái rương đá ỉ bảo rương sơn hà bên trong chứa mảnh chữ đụng mấy cái mảnh chữ này anh thua ra luôn cái bí kíp sơn hà 1 là mới đẳng cấp nè chứ cái mảnh chữ này hỏi anh thua như nãy Khải nói á ra luôn bí kíp thì nó sẽ ok rồi hết 250 cái rồi nè anh em nào đang rảnh tay thì cứ đỡ lại cho Khải một like sẽ ủng hộ chơi anh em ơi lần anh event này thì Khải cũng đầu tư anh event cho anh em xem mà không biết thì nó hên hay xui đây mây hay rủi đây thì chúng ta cùng chờ đợi sau cái video này nhá hiện tại đã lên 125 rồi còn gần 600 cái nữa anh em, còn 600 cái nữa anh em. Còn 600 cái nữa anh em. Rồi kiểu này mình phải nhảy thành anh ơi. Anh này khá là lâu rồi mà cảm giác chưa có được đồ gì luôn anh em. Rồi tiếp tục nhảy thành. Tiếp tục. Còn 500 cái. Thường thường Khải hay ăn ở cái hoa sơn thì thường tầm 500 cái đổ lại thôi, mà không có gì Khải đi thành khác nè. Khải đi thành khác. Tiếp tục, Khải đang là bên Lâm An. Còn đúng 540 cái, một hộp. Một hộp ngẫu nhiên gì đấy. À hộp quà kia. Ngẫu nhiên. Ok tiềm năng. Được đấy. Một hộp minh thạch. Được rồi, tính ra được hai cuốn sách rồi. Tiếp tục. Anh em đang xem thì ủng hộ video Khải một like nha anh em. Một like chia sẻ cho anh nha. Không biết là lời hiện lộ đây. Nó chắc chắn là lời cái kinh nghiệm rồi. Còn lại vật phẩm mình thu lại bao nhiêu thì mình chưa biết được. Lên 126. Còn lại hơn 410 cái. Vận 9 tỷ 7 nha. Vận 9 tỷ 7 thôi nè. Đó. Anh em lưu ý chỉ dự đoán một lần nha. Anh em nào mà dự đoán nhiều lần là Khải biết luôn á nè. Tại vì tí nữa Khải sẽ soi lại cái comment cho anh em xem là ai dự đoán nhiều lần Khải biết ngay à. Đồ này chặt rương dưới ta. Từ nè. À, tí nữa còn 100 cái Khải sẽ bảo ngừng rồi nè. Còn 100 cái Khải sẽ bảo ngừng nha. Tại bây giờ còn gần 300 cái. Còn 100 cái Khải sẽ ngừng. Và những cái comment tiếp theo Khải sẽ không tính nha nè. Còn 100 cái Khải sẽ ngừng nha nè. Thường thường còn 100 cái Khải sẽ ngừng nha anh em ơi.
Rồi đó, cho thời gian anh em suy nghĩ, khả cấp bớt mấy cái vật phẩm không có giá trị đó nè. Cho anh em suy nghĩ tiếp tục đó. Còn đến 225 cái và bao nhiêu cấp 100%. Lưu ý là chỉ dự đoán một lần một nha. Anh em dự đoán nhiều lần là khả chỉ tính cái đầu tiên, comment đầu tiên thôi. Comment thứ hai, thứ ba không tính nha mọi người. Comment thứ hai, thứ ba, thứ tư không tính nha. Chỉ tính cái đầu tiên thôi. Đầu tiên và duy nhất. Trời ơi, chặt rương quá. Mấy cái đồ tốt này bỏ trong đây, chặt rương quá. Noel lệnh bài đặc biệt ở đây. Đây, cán bớt bắn này đi, chặt rương anh em ơi. Mấy cái này nó không có giá trị, khả cán bớt bỏ đi. Sát thủ giảng này nọ này, mấy cái này vứt. Để đi vượt ải này nọ thôi anh em. Tại vì nó không có giá trị á, bỏ qua một bên. Mặt nạ Giáng sinh, trời ơi. Đó, mấy cái này có giá trị đó, lại tính cho anh em xem số tiền nè. Thiết là hán, không ăn thiết là hán luôn nha. Mấy cái này không ăn luôn nha, để cho nó đúng kinh nghiệm cho anh em. Khải không ăn nha. Đó. Đó. Đó, có anh em đang chuẩn bị dự đoán đi. Ai chưa dự đoán thì có quyền dự đoán đi. Lưu ý là không được dự đoán nhiều lần nha anh em. Dự đoán nhiều lần là Khải biết nha anh em. Rồi, ok, tiếp tục. Đó. Toan rồi, đang tính 12 tỷ ạ. Tính 12 tỷ là toan rồi. Tính 12 tỷ là toan rồi. Lệnh bài boss đồ xanh nãy giờ được 3 cái lệnh bài boss đặc biệt rồi. Mình sẽ đi Dương Châu. Mình sẽ đi thành Dương Châu. Chắc chắn là 127 rồi anh em. Đồ nãy giờ đúng có một cái mật tịch 8 thôi anh em. Tiên thảo lộ một hộp quà tiềm năng thôi. Rồi, ngừng dự đoán. Đó, rồi tất cả là ngừng dự đoán nha, tất cả là ngừng dự đoán nha. Sau cái câu comment của Khả là ai dự đoán không được tính rồi nha anh em. Sau cái câu đó không được tính rồi nha. Quang Trần không được tính nè, Mùi Cư không được tính này. Đó. Những anh em vừa rồi không được tính, hai vừa rồi không được tính nè. Rồi ok, anh cho hết nè. Đó, anh cho hết không được tính nha. Trí Thái Phạm không được tính nữa này. Vân Tiền Tiền Cơ không được tính này. Đó. Đó, những anh em comment sao không được tính nha. Đó, đừng comment anh em, đừng comment nữa loạn anh em. Không cần comment đâu. Long Nguyễn Thanh không được tính này. Đó. Rồi, rồi, còn cái cuối cùng. Cái cuối cùng. Trời ơi, chết rồi, sao không có gì vậy ta. Bỏ mấy cái này vô rồi. Đủ xanh. Bí kiếp Sơn Hà đâu? Bí kiếp Sơn Hà đâu? Ôi, lại là một cuốn nữa nè. Một cuốn gì lại? Một cuốn 14, ok, ok, ngon. Một cuốn 14 anh em. Một cuốn 14, ok, ngon luôn. Mấy cái này là nút được. Rồi. Phát cuối cùng. Chặt rương đậu xanh, từ chặt rương nè, chặt rương nè, đậu xanh, chặt rương. Cái bộ thuốc lắc này phải bỏ trong đây. Được bộ thuốc lắc là 500 xu nè. Bỏ trong đây, thấy tính tiếp nha. Cái này vài chục xu bỏ trong đây. Chặt rương. Máu này. Máu này. Mấy cái này không có giá, bao mặt nạ không có giá bỏ trong này. Sắc hộp lại dặn bỏ trong luôn này. Rồi, bằng nhiều thông kinh không có giá trị bỏ trong luôn này, tí bước sốt này. Rồi mấy cái hộp này không có giá trị bỏ ra luôn. Cái hộp này là rương Sơn Hà mở ra chữ rồi nè. Thiết là hãng đỡ em luôn nè, không dám cắn nè. Rồi ok. Cái cuối cùng. Cái cuối cùng. Không biết cái gì đây. Cái gì đây? Có bảo rương không? Cái gì đây? Gì đây, gì đây, đây. Coi cái bảo rương không nè. Ôi, mít đậu xanh không có bảo rương nè em ơi. Quá nhỏ, quá đen. Nói chung là mình đang mộng vào cái bí kiếp Sơn Hà 1 nè. Mình đang mộng vào bí kíp Sơn Hà 1 và hiện tại Khả đang lên cấp 127, 31%. 127, 31%. Liệu ai sẽ là người trúng 50k cả đây? Rồi ok anh em đợi tí nha, Khả sẽ kiểm tra trên cái comment YouTube thử ai trúng nha anh em. Đây, Khả sẽ kéo nhẹ cái comment vào này, bắt đầu chúng ta cùng lọc giữa Khả cho vui nha. Anh em xem YouTube này, anh em xem trên kênh YouTube chuẩn bị lọc giữa Khả xem ai trúng nè anh em. Đó, hiện tại bây giờ Khả đang đứng cấp luôn 127, 31%. Ok chưa? Bây giờ chúng ta cùng xem full màn hình. Nói chung là Evan thì tí nữa Khải chốt cho anh em xem ai đúng hay sai biết liền. Rồi ok. Hiện tại bây giờ Khải sẽ kéo ngược lại bên trên nha anh em. Sau khi có comment thì ai trúng nha. Ôi, có vẻ như nhìn sơ qua thấy chục đồng trúng đầu tiên rồi. Chục đồng trúng đầu tiên rồi. Chục đồng trúng đầu tiên rồi. Đây anh em cùng xem đây. MR Lộc 127.36 chợt. 127.25, 127.37, 127.20, 127.29, 39, 43, 11, 12.25, 18. Rồi, đây là người chính xác nhất luôn em ơi, là không cần người thứ hai nha. Bây giờ đây là người comment đầu tiên rồi. Xin chúc mừng anh Lý Huy. Lô, xin chúc mừng Lý Huy nha.
Trời ơi, không phải chúc mừng. Phát một luôn á chứ. Mình từ cái đợt Lý Quy comment là mình không cần đọc những comment thứ hai nữa anh em, tại vì là Lý Quy người đầu tiên rồi. 127.31%. Chuẩn men luôn, nhận ngay một kim. Tôi còn ghi trước ra đấy rồi tôi. Đúng rồi, em nói anh rồi. Cứ suy nghĩ lúc đó sẽ comment chứ đừng có đọc ra bên ngoài. Dương Châu Đông nhận ngay một kim. Đó. Quá hay anh em thấy chưa? Lâu lâu tạo event vui vẻ không? Đó, nhận ngay. Đúng rồi, phải tính nhưng mà phải im im, đến ngày đó là bung ra thôi, đến lúc đó bung ra thôi, một lần một là được. Đó, đến đây là Khải không cần đọc những comment thứ hai ở sau nha anh em. Tại vì là chắc chắn bên em này có chắc là cũng có chúng là cũng thua à. Đó. Đúng rồi, chỉ thiếu phần trăm thôi anh. Canh phần trăm rồi. Đây nè. À, phát thưởng cho Lý Quỳ luôn, trực tiếp trên live luôn này. Anh em cùng tiếp tục nè. Trà My 12744, Phong Nguyễn 12723, Hiếu Nghĩa 12680, Đức Trọng 12740, 12729, 12550, 12720, 12728, 27, 33, 30. Đây, bảo nghiệp của ba gần trúng nữa này. Nhưng mà có trúng cũng sâu à. 12733, 12723, 33. Nhưng rất là nhiều anh em dự đoán 33, 30. Ơi. Không, đúng 31 đầu tiên rồi em cũng cần 75% em. Nhưng mà em vẫn là người thứ sau, hiểu không? Em vẫn người thứ sau. Tại vì em đau hơn Lý Quỳ được. Tôi mang máy tính cho tôi nhân rồi. Long Trần 27, 12, 35, 36, 35, 80. Nói chung là rất nhiều anh em, nói chung là tham gia là vui rồi anh em. Phần thưởng thì chỉ có một thôi anh em. Đây, anh Thức là người thứ hai nè, nhưng mà người thứ hai rồi. Nguyễn Thức 12731. Đó. Được quà thì để chia ra. Đó. Rồi rất nhiều anh em tham gia trò chơi luôn. Một là được cạc 50k, hai là trong game một kim anh em. Đó, rất nhiều anh em dự đoán nha. Cái ngon còn gì nữa. Ngon cái nịt. Đâu. Không có đá, không có kim mà ngon, ngon cái nịt. Rồi ok, nói chung thì sau cái câu comment thì chỉ có một mình là anh Lý Quỳ trong bang mình thôi anh em ơi. Đó là anh Trục Đồng. Đó. Một người YouTube trên cực đạo Trục Đồng. Rồi. Ok nha. Anh em xem thì đừng quên cho một like chia sẻ nha anh em ơi. Lần sau nếu có anh em mình nhiều thêm thì Khả sẽ công bố cho anh em xem và cũng như là tham gia cho vui nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đó, nói chung là chỉ có một người thôi anh em, không có người thứ hai. Rồi, tiếp tục. Khả chở gì màn hình cho anh em xem. Chỉ lấy một người mà. Quá hay anh em ơi. Mở rương luôn hả? Ok, đã mở rương nè. Mở rương không biết gì đây. Mở luôn, trời ơi, một cái nhận sức mạnh, đủ xanh. Được đâu. Hiện tại bây giờ Khải có 1 tỷ 8 mà. À đâu, còn nhiều nha. 1 tỷ 8 lần nè, được con ngựa nè. Rồi, được Khải chốt cho anh em xem nó được cái gì. Đá Sương Hà, đúng rồi. Đại Thành bí kiếm 120. Ừ, Đại Thành này cũng được. Đại Thành này cũng được. Không có tính phần trăm nhỏ anh ơi, không tính phần trăm nhỏ anh ơi. Chỉ 10% thôi anh, cấp cho 10% thôi anh. Phần trăm nhỏ không tính. Đây nè. Ở trên này em có nói rồi mà, chỉ đúng là cấp cái phần trăm thôi. Ai mà dự đoán nhanh chính xác nhất đó, không cần phần trăm nhỏ, hiểu chưa? Khả chốt phần quà thử được gì cho anh em xem nha. Đây anh em. Hết 10 kim thì Khả được 30 tỷ. 30 tỷ thì Khả lên được 3 cấp này anh em xem chưa? Đó, 3 cấp này. Ok chưa? 3 cấp. Hiện tại bên này gọi là dư thôi anh em. Biết tăng đường nào thì cứ tăng chậm bại cho vui thôi. Rồi, sau này có số hàng 1 sẽ tính tiếp. Rồi hiện tại Khải đang muốn cố gắng tìm sân hàng 1 mà không có. Rồi chúng ta cùng xem nhẹ nha. Ví dụ con ngựa này thì vừa rồi được 200 xu, đúng chưa? Hộp thoái phiến này, hộp thoái phiến mở luôn cho anh em xem được gì này. Tính tiền luôn nè. Ôi hộp 4 cũng được đấy. Cục 4 cũng được vài trăm xu. Cho 500 xu đây, cục này cũng được 500 xu nè. Cục 4 mà 500 xu nó một kim ấy. Rồi chốt tiền nữa nha. Đá sân hàng này thì vứt rồi, không ai thèm lấy. Hộp quà giáng sinh may mắn, mở luôn. Trời ơi, lại thêm con ngựa nữa. Đậu xanh cho xe mang rồi. Hai con ngựa nè. Hai con ngựa 400 xu nè. Cái này 500 xu là 900 nè. 900 với thị tinh này là 130 xu một cục anh em. Là tính ra 100 xu là bên tay phải chúng ta đang có một kim. Và cái này 200 xu. Đây 200 xu thì một kim 2. Cái đại thành bí kíp này khoảng 2 kim rưỡi. Đại thành bí kíp này khoảng 2 kim rưỡi nha anh em. 2 kim rưỡi với một kim 2 kim rưỡi một kim 2 là 3 kim 7. 3 kim 7 với càng khôn này tầm 2 kim rưỡi đi. Lấy cái máy tính cộng cho anh em xem luôn. 3 kim 7 này cộng cho càng khôn 2 kim rưỡi này là Khải được 6 kim 2. Đó, 6 kim 2 đúng chưa? Bảo rương, bắt bảo rương trong bảo lúc nãy là 500 xu đi. Là mới được cái nhẫn anh em. Cộng 500 xu, để coi thì Khải lời hay lỗ nha. 500 xu.
Tiếp tục là hai bình tiền thổ lộ đặc biệt. Một bình này thì khoảng 120 xu, hai bình khoảng 250, cộng 250 là 6950. 6950 rồi, đúng chưa? Đúng rồi, tí nữa cho còn lon nè. 6950. Và ba lần bài boss đặc biệt là khoảng 400 xu, 1.3 một cái nha em. Cộng cho 39 nè. Là 7340. Rồi tiếp tục là mấy cái này không cần là thiết hãng tầm này bỏ này. Lệnh bài bất đại này, lệnh bài bất đại tầm này là chắc khoảng 700 xu không biết hay 1 kim không được coi. Dưới đây, lệnh bài bất đại nhiêu một con em? 7 à. Lệnh bài bất đại 500 xu. Đủ rẻ dữ ta. Ok, 500 xu. Ờ cộng 2 cá thành 1 ca. Ừ. Rồi. Thì một trong hai sai ai cũng được. Rồi cái cuốn kỹ năng, cuốn kỹ năng quyển 8 này thì cũng được 800 xu. 800 xu. Rồi cộng với cuốn kỹ năng 14, kỹ năng 14 có tiền này, khoảng kim 3. Không không, anh nuốt em ơi. 1 kim 3. Đó là hai cuốn đó cho 2 kim anh em. Quá đẹp. Có mật tích 16 không? Mật tích 14. Rồi rồi, tính ra là anh có 10 kim à. Anh có 10 kim mà thu là được 10 kim lẻ 5 rồi anh em. 10 kim 500 xu. Hợp lý. Úp mạnh kim 2 kim. Hợp lý anh em. Nói chung là không lỗ không lời, lời được 30 tỷ. Đó. Quá đẹp. Lời được 30 tỷ anh em ơi. Cảm hết quà lời được 30 tỷ. Quá đẹp. Rồi cái này chưa tính nha. Cái vật phẩm này chưa tính này, cái này thêm được 400 xu. À 400 xu nữa là Thiên vương. Ok, anh em lên boss đi. Quá đẹp anh em ơi. Nói chung là gần khải tổng là được 10 kim 940 xu. Mở luôn. Gì đây? Năm điểm tầm đanh. Ok, nút luôn, chắc chơi luôn. Đó, nói chung là mình ăn thì nói chung mình không có bán anh em. Mình đỡ mình phụ ạc. Đó, thấy chưa? Điểm luôn. Đó, nói chung là tổng chốt thì khả chỉ bỏ khoảng hơn 10 kim cộng thêm 50k điểm tổng kim thì khoảng 10 kim 5 thôi anh em. Nói chung là chốt lại thì cũng được tầm 10 kim 940 xu. Quá ngon. Mở luôn mặt nạ. Ok, mặt nạ là gì được? Khả mở thì được gì đây? Tại vì cái mặt nạ này mở ra cho đẹp cũng chả có gì anh em ơi. Đây mình đã bao mặt nạ vậy đây. Thuốc lách, đúng rồi, thuốc lách mình lâm nữa. Đây thuốc lách tính ra là được 500 xu nữa này anh em. Bộ này là được bộ này nếu mà mua là xấu cho là 800 xu. Bộ này là 800 xu. Nhưng mà mình mở ra thì mình chỉ tính nó 500 xu thôi. Đó cầm thêm bộ lách này nữa. 500 xu nữa là tính ra 11 kim 400 xu anh em ơi. Được 11 kim 400 xu nó lời. Lời được kim mấy. Đó, còn mấy cái này thì cứ đỡ từ từ bán lại này. Đó, thấy chưa? Hợp lý chưa? Đại thành mấy kiếp này. Đó, mấy cái này là bán được nha em. Bán được thì Khải mới đỡ cho anh em xem thôi. Nói chung là ok anh em. Lời được 30 tỷ rồi, không nói rồi đó. Mà lời thêm được hơn 1.000 xu nữa nè. Quá hợp lý. Anh Vinh quá cũng lời nha, không lỗ nha nè. Đá sơn hà này coi như cho. Cái này không có giá trị. Giá trị là bài bốt đại này. Đó, giá trị là bài bốt đại này. Rồi thì tinh này. Thì tinh thì rẻ, 30 xu không còn nói nè. Rồi cục tối phiến. Cục tối phiến này 500 xu á, không ít đâu. Tối phiến 4 mà nè. Rồi được cục sinh lực nè. Rồi ok, được Khải cho ngày mi thôi. Được cho ngày mi. Rồi anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ Khải like, chia sẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh. Cũng như là nhấn vào cái chuông thông báo để xem những buổi livestream cũng như video làm video từ Khải nha anh em ơi. Cảm ơn em đã theo dõi rất nhiều nha.